Minh đã tiến hành lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn phường. Hệ thống giám sát có 30 camera lắp đặt ở các tuyến đường chính và khu dân cư trên địa bàn phường. Camera sẽ ghi hình 24 trên 24 giờ và được theo dõi chặt chẽ qua hệ thống phát hình đặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân và công an phường. Các camera này được sử dụng hệ thống dây đi bằng cáp quang có chi phí vừa phải nhưng tín hiệu truyền tải nhanh và hiệu quả so với hệ thống cáp đồng trục của các camera thông thường. Nếu có sự cố về an ninh xảy ra, hệ thống ghi hình sẽ cung cấp dữ liệu ghi được với hình ảnh có độ nét cao, phục vụ cho công tác điều tra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bên cạnh việc kiểm soát an ninh trật tự, hệ thống camera cũng giúp cho Ủy ban nhân dân phường 14 quận Bình Thạnh kiểm soát tốt hơn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường của các hộ buôn bán kinh doanh cũng như trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Được biết tổng kinh phí lắp đặt của hệ thống camera gần 220 triệu đồng do các hộ dân kinh nghiệm trên địa bàn quyên góp. Hệ thống này sẽ được hoàn thành và vận hành trước ngày 2 tháng 9 sắp tới. Phần tiếp theo của bản tin trường hôm nay.